Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Các bạn biết đấy, vấn đề gì cũng có hai mặt. Trong khi người ta vẫn thường quan niệm hơi sai lầm rằng con gì thời tiền sử cũng to khủng bố, bởi thời tiền sử vốn có rất nhiều động vật tí hon để lấp đầy các ngách sinh thái, thì ngược lại phải thừa nhận rằng nhiều động vật thời tiền sử đã rất biết tận dụng ưu đãi trời cho để phát triển đến những kích thước hiếm thấy ở động vật thời nay. Trong một video lần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những con rùa khổng lồ của thời đại khủng long. Ngày hôm nay mời các bạn hãy tiếp tục cùng Mê Khủng Long TV khám phá thêm những mảnh ghép nổi bật của hệ sinh thái đại trung sinh, hay nói cách khác là thời đại khủng long. Đó là những con cá khổng lồ. Xin lưu ý là trong video này chúng ta sẽ không đề cập đến các cá mập của đại trung sinh, tức các loài nằm trong liên bộ Coelacimorpha. Chúng xứng đáng có một video riêng trong thời gian sắp tới. Nào các bạn đã sẵn sàng khám phá những siêu ngư từng sống cùng thời với khủng long hay chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Charosteus. Nước Anh là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới về cổ sinh vật học. Vào năm 1824 thì các nhà khoa học Anh đã đặt danh pháp đầu tiên cho một loài khủng long, Megalosaurus. Đến năm 1842 thì Sir Richard Owen đã đặt ra thuật ngữ dinosaur, tức khủng long. Tuy nhiên bên cạnh khủng long thì người Anh còn có nhiều phát hiện cổ sinh quan trọng khác, chẳng hạn như ngư long, thằn lằn cổ rắn và cả những con cá cổ đại khổng lồ. Một trong những con cá cổ đại khổng lồ đầu tiên được người Anh phát hiện đó chính là Charosteus. Charosteus là một chi cá vây tia rất lớn đã tuyệt chủng từ họ cá Chondrostidae. Họ cá Chondrostidae lại là một nhóm nằm trong phân lớp cá sụn hóa xương, một phân lớp có khoảng 52 loài còn tồn tại đến ngày nay, trong đó nổi tiếng nhất là cá tầm. Chi này hiện gồm loài điển hình là Charosteus mirabilis, sống vào cuối thế Jura sớm cách đây khoảng 181 triệu năm trước. Hóa thạch của nó xuất hiện tại Anh và Đức. Mặc dù được phát hiện từ khoảng những năm 1830 và đã được nhà sinh học kiêm địa chất học người Mỹ Louis Agassiz đặt danh pháp là Charosteus mirabilis, nhưng những hóa thạch này lại không được mô tả trong suốt nhiều thập niên sau đó, cho đến khi nhà ngư học nổi tiếng Arthur Smith Woodward vào cuộc. Năm 1889 thì ông đã xuất bản nghiên cứu mô tả chính thức về Charosteus, trong đó ông coi nó chính là một họ hàng cổ đại của cá tầm. Theo ước tính của Woodward, các thành viên của chi cá Charosteus là những con cá có kích thước rất lớn, chiều dài tối đa có thể rơi vào khoảng 6-7 mét, dựa trên một hóa thạch xương móng hàm dài tới 50 cm. Charosteus sống trong một thời đại mà đời sống dưới đại dương hết sức phong phú, trong khi ở trên bờ thì nhiều loại khủng long mới xuất hiện. Chúng có thể từng sống cạnh những con ngư long như Stenopterygius, thằn lằn cổ rắn như Microlaidus, hay nhóm họ hàng cá sấu sống ở biển Thalassosuchia. Tiếp theo, Mausonia. Cá vây tay hay còn gọi là coelacanth là nhóm cá xương tồn tại lâu nhất thế giới. Dữ liệu hóa thạch cho biết chúng đã hiện diện từ kỷ Devon, cách đây hơn 400 triệu năm trước, và người ta tưởng chừng toàn bộ những con coelacanth này đã tuyệt chủng cho đến khi bắt được một con coelacanth còn sống nhanh răng vào năm 1938, một phát hiện có thể nói là gây chấn động. Cá vây tay ngày nay có thể sống rất lâu và phát triển đến kích thước lớn, dài khoảng 1,8 mét và nặng đến 90 kg. Nhưng những họ hàng cổ đại của chúng thậm chí còn lớn hơn thế. Một trong những đại diện tiêu biểu của cá vây tay cổ đại là Mausonia. Mausonia là một chi cá vây tay sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ của các hệ sinh thái cổ đại tại Nam Mỹ, phía Đông Bắc Mỹ và Châu Phi với niên đại khoảng 152 đến 96 triệu năm trước. Một lần nữa thì Arthur Smith Woodward lại là người mô tả chi cá này vào năm 1907 từ những hóa thạch được phát hiện tại Brazil vào đầu thế kỷ 20. Con cá này có tổng cộng 6 cái vây, 2 ở phía trên, 2 ở phía dưới, 1 ở đuôi và 1 nằm ở phía dưới khu vực gần đuôi. Không có những chiếc răng lớn, trong miệng của Mausonia chứa đầy những chiếc răng nhỏ dài khoảng 1-2 mm. Dựa trên hóa thạch thì ước tính của Mausonia có thể đạt kích thước đến hơn 5 mét. Một người họ hàng khác cũng thuộc bộ cá vây tay của Mausonia là Trachymetropon cũng có thể lớn đến tầm này. Cả hai đều là những loài cá vây tay lớn nhất từng tồn tại. Oncopristis. Có những thiết kế đã được thời gian bảo chứng, trường tồn có một khoảng thời gian rất dài. Đối với con người đó là kim tự tháp. Nhưng đối với tự nhiên thì quãng thời gian có thể lên đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu năm. Một trong những bản thiết kế tuyệt vời đó của tự nhiên là những loài cá có phần mũi kéo dài ra phía trước với những chiếc răng khá lớn mọc dọc hai bên của phần kéo dài đó, tạo thành một thứ trông giống như lưỡi cưa. Bản thiết kế này đã xuất hiện ở ít nhất 3 dòng dõi cá sụn khác nhau do kết quả của tiến hóa hội tụ. Thứ nhất là phân bộ Sclerorhynchoidae,
thứ hai là họ Pristidi và thứ ba là họ Pristiophoridi. Trong đó phân bố Sclerorhynchoidae và họ Pristidi là cùng nằm trong liên bộ cá đuối, còn họ Pristiophoridi thì lại thuộc liên bộ cá mập. Trong khi phân bố Sclerorhynchoidae đã tuyệt chủng hoàn toàn thì hai nhóm kia vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay, chứng minh sức sống trường tồn của bản thiết kế kỳ lạ này. Và trong số những con cá mang thiết kế lưới cưa thì kẻ to xác nhất chính là Oncopristis, một chi cá thuộc phân bộ Sclerorhynchoidae. Bản thân Oncopristis cũng là một chi cá sụn sống dài, tồn tại từ khoảng 125 đến 94 triệu năm trước. Nhớ tính dựa trên các mẫu vật hiện có cho thấy Oncopristis có thể dài đến 4,25 mét. Tuy nhiên, người ta cũng đồn ra có những mẫu vật lớn hơn với chiều dài có thể lên đến 7, thậm chí là 8 mét, trong đó chiều dài của phần mũi đao đã là 2 mét. Chúng có thể sử dụng lưỡi đao này để tấn công con mồi, cắt con mồi làm đôi để kết liễu và làm con mồi dễ nuốt hơn với chúng, hoặc chúng cũng có thể dùng phần mũi đặc biệt này để lùng sục con mồi đang ẩn nấp trong cát. Cephactinus. Nếu có một cuộc bầu chọn trong loài cá hung dữ nhất đại dương thể đại khủng long và không phải là cá mập, thì chắc chắn Cephactinus sẽ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu. Cephactinus còn được biết đến với biệt danh là cá X, tương tự như cách người ta gọi Pliosaurus funcae là kẻ săn mồi X vậy. Các nhà khoa học cho rằng chúng có ngoại hình giống như những con cá cháo được phóng to và có răng nanh sắc nhọn, nhưng cá thể lớn nhất có thể đạt chiều dài lên tới 6 mét hoặc hơn. Cephactinus tồn tại trong một khoảng thời gian dài từ 100 đến 66 triệu năm trước, tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng, có lẽ do hậu quả của cùng một thảm họa đã quét sạch khủng long phi điểu. Hóa thạch của chúng trải rộng nhiều nơi trên thế giới từ Mỹ, Canada, châu Âu cho đến Úc và Nam Mỹ. Các nhà khoa học tin Cephactinus là một trong những kẻ săn mồi hung hăng và phàm ăn nhất đại dương kỳ phấn trắng. Nhiều mẫu vật được khai quật với những con mồi lớn còn chưa tiêu hóa hết trong bụng. Một mẫu vật Cephactinus audax dài 4,2 mét còn được gọi là hóa thạch cá ở trong cá, khi trong bụng nó là một con Chilicus acutus dài 1,9 mét gần như nguyên vẹn. Rất có thể, con Cephactinus phàm ăn đã cố nuốt con mồi quá to, nhưng vì con mồi sau khi bị nuốt đã vùng vẫy rất mạnh làm tổn thương nội tạng của con Cephactinus, dẫn đến cả hai đồng quy vu tận. Ngược lại, Cephactinus cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc chí ít đã bị ăn xác thối bởi những loài cá hung tợn khác, chẳng như cá mập Rhino và Squalicorus. Vào năm 2010 thì Cephactinus suýt chút nữa đã được chọn làm hóa thạch của bang Kansas, nhưng đáng tiếc là cuối cùng nó đã mất vị trí này vào tay thương long Tylosaurus. Cuối cùng, Lysictus. Và siêu ngư cuối cùng hôm nay cũng là con cá mà Mê Khủng Long TV vừa đề cập cách đây chưa lâu, Lysictus. Nếu chỉ tính trong các loài cá xương thì Lysictus chính là loài cá xương lớn nhất trong lịch sử từng được tìm thấy. Một số ước tính cũ thậm chí còn cho rằng Lysictus có thể dài đến 27,6 mét, tương đương với nhiều loài cá voi ngày nay. Tuy nhiên, những ước tính thực tế hơn cho rằng Lysictus dài không quá 16 mét. Dẫu vậy thì đó vẫn là một con số khủng khiếp nhất mà một loài cá xương từng đạt được, tương đương với những cá thể cá mập voi lớn nhất hiện nay. Để có thể đạt được kích thước khổng lồ như thế, Lysictus sống trong giai đoạn từ Jura giữa đến Jura muộn, khoảng 165 đến 152 triệu năm trước, một thời kỳ khí hậu cực kỳ ấm áp, khiến cho các đại dương đầy áp thức ăn, cung cấp một lượng lớn phiêu sinh vật, tảo và nhiều thứ khác. Lysictus là loài ăn lọc, với màng có cấu tạo chuyên biệt để lọc các phần tử thức ăn siêu nhỏ trong nước biển. Mỗi giây, với cái miệng khổng lồ thì Lysictus có lẽ đã bơm hàng nghìn lít nước qua màng để lọc hàng triệu phiêu sinh vật trong nước. Không chỉ có phiêu sinh vật, chúng còn có thể sơ những đàn cá nhỏ chỉ trong vòng vài giây. Tuy nhiên, khi môi trường thay đổi, biển lạnh hơn, nguồn cung cấp thức ăn giảm dần, Lysictus trở thành nạn nhân của chính kích thước khổng lồ mà nó đạt được. Nó tuyệt chủng vào khoảng 152 triệu năm trước, dù những người họ hàng của nó từ họ cá Pachycomedae có thể đã sống tốt đến hàng chục triệu năm sau và chỉ tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng. Vừa rồi là năm siêu ngư từng tung hoành các đại dương trong thời đại khủng long. Nhờ những điều kiện thuận lợi của tự nhiên, chúng đã phát triển đến kích thước khổng lồ và góp phần làm đa dạng hơn những hệ sinh thái đại dương trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, vạn vật dù huy hoàng đến mấy cũng có lúc suy tàn, và những siêu ngư này cũng không thể thoát khỏi số phận tuyệt chủng trước những biến động của tự nhiên. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới của kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.